Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh những cây hoa lan bị thối theo cách rất dễ mà ai cũng làm được. Với những cây hoa lan khi đã bị thối, chất rồng rất ẩm ướt, làm cho những cây hoa lan này bị thối rất nhanh. Và phần này vẫn còn rất xanh tốt và khỏe mạnh, sẽ hồi sinh cây hoa lan này rất nhanh và dễ. Các bạn sử dụng một củ hành nhỏ, nó có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Và chúng ta có thể sử dụng các loại củ hành khác đều rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cho vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cằn. Và hãy ngâm trong 25 phút, nó sẽ giúp cho cây hoa lan hồi sinh rất dễ dàng. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Chúng ta sử dụng rêu cho vào đây để khử khuẩn cho chất rồng. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa và hãy khoét những lỗ ở đây. Chúng ta sử dụng những viên sỏi nhỏ. Sau đó các bạn cho rêu vào đây. Và sau đó hãy đặt gốc hoa lan vào.
Các bạn hãy đặt những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Chúng ta không được tưới quá nhiều nước. Và chỉ tưới khi chất trồng khô. Sau đó các bạn sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Cây đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Và với cách làm này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển và khỏe mạnh hơn. Và giai đoạn này, chúng ta hãy thường xuyên tưới phun sương để giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh. Và mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp nhất. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn hãy xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Cây đã phát triển rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để hồi sinh những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Đến giai đoạn này, các bạn không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng. Thì hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giữ ẩm cho những chiếc rễ. Khi chúng ta sử dụng dinh dưỡng từ hành để chăm sóc cho hoa lan, rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.